Em chào anh. Vâng, chào anh. Anh có thể cho biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, anh đang ở đâu? Em là Đinh Văn Trà, ở xóm 6 Tây Thọ, xã Diên Thọ, huyện Mộc Châu, tỉnh Nghệ An. Vâng. Hôm nay em vào phòng hình ảnh của anh. Anh có tâm sự em biết và đôi lời quá trình bệnh tật của anh ngày trước như nào? Em lúc trước là bị phình đệ đệm cổ đốt C5, C6, với lại là bị thoát vị đệ đệm lưng. Dạ vâng. Cái triệu chứng và cơn đau của anh kể biết nó lan tỏa và như nào? Thì khi đau là triệu chứng là mệt mỏi được như 5 ngày. Dạ. Rồi sau thì em có vô trong bệnh viện đa khoa đi khám thì họ bảo là bị phình đệ đệm cổ, với lại là bị thoát vị đệ đệm lưng. Anh đau nhiều như nào mà anh đi khám ở bệnh viện? Thì khi đau là vô bác sĩ bảo là bị chèn dây thần kinh. Vâng. Bị chèn thấy dây thần kinh là nó đau, với lại là nó bị téo tay. Vâng. Téo cơ tay. Cái cơn đau của anh đau về nặng, về ngày hay về đêm nhiều hay là sáng nhiều? Thì đau thì nó bị chủ yếu là về đêm. Vâng. Gần sáng là vâng. Nó đau, với lại lạnh là nó đau. Vâng. Lúc đó anh đau như vậy anh có đi lại và làm việc bình thường không? Đau lúc đó là nằm là giống như tê liệt. Dạ vâng. Anh đau và tê liệt ở bên nào nhiều? Đau. Anh đau và tê liệt ở bên nào nhiều? Đau em ở phía bên phải. Vâng. Lúc đó thì anh đau kéo dài bao thời gian để anh đi khám ở viện? Em lúc đau là từ 5 ngày để một tuần. Một tuần. Là không chịu được là phải đi viện. Đi viện anh khám thì bác sĩ kết luận là anh bị phình đệm cổ và thoát vị đệm lưng. Thì anh có về điều trị ở viện hay điều trị ở đâu không? Em thì lúc đầu thì bảo là nhập viện, nhưng mà sau thì về được các người được cái giới thiệu là ra Hà Nội để lấy thuốc. Trước đó anh đến nhà thuốc ấy, thì sau quá trình ấy chưa điều trị ở thuốc thì anh có điều trị ở những đâu không? Không, chưa. Chưa điều trị đúng không? Ừ. Anh về nhà thuốc được nhà thuốc điều trị những pháp như nào? Là vô về nhà thuốc tỉnh khám thì giống như kiểu mà ở bệnh viện đa khoa hoặc kết luận, với vâng. Lại là nhà thuốc cho thuốc vừa uống rồi vừa đắp. Vâng. Mới đầu điều trị nhà thuốc thì đắp thuốc uống thuốc thì bệnh tình của anh có đau lên hay giảm luôn? Mấy ngày đầu là vẫn đau lên. Vâng. Nhưng mà sau được một tuần bệnh nó bắt đầu cũng giảm. Em hỏi một câu tế nhị, là lúc mới đầu bệnh tình nó đau lên anh có phải mày hoang mang nhiều không? Lúc đầu trong tuần đầu tiên dùng thuốc thì cũng đau, nhiều khi cũng tin. Dạ vâng. Là thuốc khỏi. Dạ vâng. Sau dùng xong quá tuần đầu tiên ta thấy vẫn giảm. Vâng. Thế là dùng xong 3 tháng. Vâng. Tôi thì trong 3 tháng là cùng đỡ hẳn. Anh từ đó anh tổng cộng điều trị 3 tháng đúng không? Mà anh khỏi bao nhiêu năm rồi? Mình đến nay là được 1 năm rồi đấy. 1 năm rồi. Hiện tại em còn đau nữa không? Ở giờ nói chung là khoảng khi mà đụng trời hoặc là trời lạnh ấy. Vâng. Thì vẫn có hơi nhức nhức thôi. Hơi nhức. Không đau. Không đau nữa. Ngày trước anh đau nhiều như vậy, anh còn làm việc bình thường không? Mình phải nghỉ mất 3 tháng là thành 5 tháng. Vâng. Nghỉ ở nhà. Điều trị bệnh. Vâng. Cái cơn đau của anh lúc mà nó đau ở tay và teo tay như vậy, có lan tỏa đúng không? Cái tư tưởng của anh có cảm giác chán ăn và bệnh tật gây nên không? Cũng có. Vâng. Anh hãy kể để em biết cái cơn đau điển hình nhất của anh như nào? Và cái triệu chứng đau tê tay và teo tay như nào? Thì đau điển hình nhất là tay thì không chỉ bưng bật cơm lên là lấy thìa xúc rồi, không cầm được cái đũa. À, có nghe nó cũng ăn cơm là không xúc được. Vâng. Vâng. Với lại là nhiều khi nó chèn dân mỗi đau nó chèn dây thần kinh là vào khoảng 1-2 giờ sáng. Dạ. Là đau không chịu được. Vâng. Phải đi gọi xe đi xuống được cấp cứu, nhưng mà sáu rồi xong rồi hồi xuống cho thuốc về thôi. Vâng. Là cũng sao vì mình nói ra mình bị chân phình địa đệm, với lại là bị thoát vị thì họ nói là bị chèn thần kinh thì cũng sao. Dạ vâng. Nó giảm đau về, nhưng mà điều trị bệnh có giảm không? Nhưng mà sáu thuộc thời gian là cũng thấy đỡ và vâng. Dễ chịu hơn. Dạ vâng. Ý em hỏi lúc anh điều trị thuốc tây bệnh tình của anh có giảm không? Không, thì thuốc tây chỉ chẳng qua là giảm đau khi đau thôi. Dạ vâng. Được trong mấy tiếng đồng hồ thôi. Vâng.
Sau khi anh về thuốc điều trị tổng khoảng 3 tháng, từ nay khỏi tròn 1 năm phải không ạ? Giờ này đúng 1 năm. Trong suốt 1 năm qua anh còn có đau đớn nhiều không? Không, từ khi khi xong 3 tháng là vẫn khi mà trời trời là vẫn nhức nhức. Dạ. Nhức cổ phải là nhức lưng, đau lưng. Vâng. Nhưng mà hiện tại bây giờ? Đấy, hiện tại giờ thì không còn đau nữa. Khoảng 99%. À. Có nghe mới đâu anh thì chị 3 tháng. Xong 1 tháng sau ngừng thuốc là anh vẫn hơi đau đúng không? Sau tiếp mấy tháng sau là anh có đau nữa không? Không, phải giờ bình thường à? Bình thường. Vâng. Anh cái cảm nhận lúc mà anh bị đau nhiều như vậy thì cái tư tưởng trong cơ thể anh và cái suy nghĩ của anh có chán nản về bệnh tật nhiều không? Có đấy. Vâng. Nhiều người lúc có nhất là bị cổ là dạ, không xoay được, còn lưng không ngồi không đi được, chỉ dạ, còn nằm thôi. Có nghĩa là anh không đi lại được. Vâng. Vâng. Lúc đó sinh hoạt hàng ngày thì có phải ai trợ giúp không? Khi mà ăn cơm thì đưa vào phòng không sao, nhưng còn khi mà tắm rửa đi vệ sinh là thì có người giúp đi được. Vâng, lúc đó thì ai là người chăm anh thường xuyên? Thì còn vợ với mẹ thôi. Dạ vâng. Có nghe lúc ăn ngủ nghỉ là ấy, còn đi vệ sinh là phải người trợ giúp đúng không? Lúc đó anh cảm nhận cái con đường điều trị bệnh của anh có tin là bệnh của anh có điều trị khỏi bệnh không? Lúc đầu là không tin, tuần đầu tiên là không tin. Dạ vâng. Nhưng mà sau điều trị sang tuần thứ hai là thấy có giảm và nó dễ chịu hơn, thì cũng gọi là tin khoảng 50%. Dạ vâng. Thì xong rồi điều trị dần dần là dùng thuốc là xong 3 tháng là đỡ, cũng nói chung là đỡ hẳn. Vâng. Từ nay mai anh còn không còn đau nữa nữa. Vâng, này không đau nữa. Vâng, lúc anh đau nhiều như vậy thì anh phải nhờ người nhà trợ giúp về công tác ăn ngủ nghỉ, nhất là công tác đi vệ sinh trong bao thời gian, em hỏi công tế nhị thực tế khoảng trong hơn hai tháng. Hơn 2 tháng. Vâng. Là mình phải giúp nó, còn quá ngoài 2 tháng là mình tự đi được. Lúc đó là anh không tự phục vụ mình được. Vâng. Phải vợ mới cả mẹ chăm. Vâng. Từ đó anh khỏi được 1 năm rồi thì trong suốt 1 năm qua anh có dùng bất cứ loại thuốc nào khác ngoài thuốc chúng em không? Không, chỉ không dùng thuốc gì cả. Vâng. Cái công việc hiện tại hàng ngày của anh làm nghề gì? Mình lấy máy thôi. Vâng. Làm việc rất là nhọc đúng không? Vâng. Anh ngồi lâu và anh làm việc nốt chân trên tay như vậy, anh xúc máy nâng đúng không? Vâng. Anh còn đau nhức được không? Không. Vâng. Làm mà giờ là nói chung là ổn rồi. Vâng, không còn đau nhức nữa. Không còn đau nhức. Vâng. Hiện tại anh khỏi 1 năm rồi. Hôm nay em vào phỏng vấn hình ảnh thực tế của anh về quá trình anh bị phình đi đệm đốt sống cổ kèm theo thoát vị đệm lưng. Anh điều trị dùng thuốc tổng cộng là 3 tháng và sau ngừng thuốc 1-2 tháng vẫn hơi đau đúng không ạ? Vâng. Cho đến nay anh khoảng 1 năm rồi là anh không có đau đớn gì phải không? Vâng. Hiện tại anh ăn ngủ nghỉ và làm việc mọi thứ bình thường chứ? Mọi thứ quay lại bình thường như trước. Dạ vâng. Thay mặt là thuốc thì em cảm ơn anh, chúc anh và đại đội luôn luôn khỏe. Anh cảm ơn anh cho em bớt thời gian để em ghi hình thực tế quá trình điều trị khỏi bệnh tại nhà thuốc nhé. Em chào anh ạ.